Và đây là món mai cua phô mai đúc lò ha, ở tiệm điểm tâm đường phố gần chợ Bàn Cờ. Từ cao quá. Có sò điểm ha. Và đây là quán cà phê The Time ở ngay góc đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, chính xác ở vị trí 231 3 tháng 2 quận 10. Một quán cà phê có view rất là đẹp, nhìn về Việt Nam Quốc tự và tòa tháp rất là cao. Buổi tối ra đây ngồi uống cà phê hoặc trà sữa cảm thấy rất là thoải mái. Ngắm phố phường, ngắm đường xá, ngắm xe cộ. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ tối ngày 7 tháng 8 năm 2020 và mình đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 ha. Tối hôm nay mình sẽ đi ăn món mai cua phô mai đúc lò và cơm cà ri cua rất là nổi tiếng ở khu vực chợ Bàn Cờ quận 3. Và đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Tới đây là đường Cao Thắng, quận 3. Bây giờ chúng ta quẹo phải vào đường Võ Văn Tần, quận 3. Và quẹo vô đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3 ha. Hai cái món mai cua phô mai đúc lò và cơm cà ri cua là hai món mà mình rất là thích. Chính là mình gợi ý cho mình đi ăn hai món này. Bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu và chợ Vườn Chuối ha. Chết cha, đi lộn vào khu vực chợ Vườn Chuối rồi. Khu này thì mình từng ghi hình nhiều chỗ ăn khá là ngon ha. Rồi đi ra lại đường Nguyễn Đình Chiểu để tới chợ Bàn Cờ ha. Bây giờ chúng ta quẹo vào đường Bàn Cờ ha, tiệm ở số 27C.
Rồi, chúng ta đã tới nơi ha. Tiệm dim sum 27C Bàn Cờ, phường 3, quận 3. Điện thoại 0916 16 36 10. Rất là đông. Và bây giờ phải ngồi đợi ha. À, mình sang điểm tâm dim sum và cua phô mai đúc lò. Thôi ngồi đợi thôi. À, vẫn đang đợi. Cô ở đây gửi xe rất là thân thiện. Ngồi ngoài đường order luôn các bạn, đông quá. Đây cơm chiên cà ri cua 125.000 đồng. Rồi mai cua phô mai đúc lò hả, 57.000 đồng. Một phần là 57.000 đồng ha. Há cảo tôm 37, há cảo tôm cua 48, há cảo mực 48, há cảo tôm sò điệp 37, há cảo bó xôi 37, xíu mại tôm cua 48, xôi gà lá sen 39. Giá tương đương với hàng Củ Long quán á. Rồi cuối cùng cũng có bàn, bàn hơi nhỏ. Ôi vẫn đang đợi món. Đó. Đây là 20 món trang trước. 9 giờ sáng tới 1 giờ trưa và 5 giờ chiều tới 10 giờ tối ha. À, ở đây có bộ con quay nữa nè, 138.000 đồng. Rồi. Mình vẫn đang đợi món nha, 15 phút rồi. Như vậy họ có chi nhánh thứ hai nữa, 83B Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, phường Phạm Ngũ Lão ha. Và cái tên quán đây là Quả Hù Lẩu. Mình gọi thêm hai món há cảo tôm và đậu hũ kỳ cuộn tôm chiên nha. Thì hai món này đến trước hai món kia luôn. Rồi. Món này thì ăn với sốt mazone nè. Và đây há cảo tôm. Rồi bây giờ mình sẽ sắn cái há cảo tôm ra. Bên kia nó sáng rồi. Này được một con tôm lớn. Đúng rồi. Rồi ăn thôi. Nó lên màu rồi đó. Cái mùi đậu hũ kia cuộn tôm chiên thơm. Thơm lắm luôn. Bây giờ ăn trước cái há cảo tôm đã. Phần há cảo tôm này khá ngon các bạn, cái phần tôm tươi nha. Ngọt thịt, thơm cái mùi dầu hào. Cái phần cái vỏ bánh nó cũng tương đối là mỏng. Tuy nhiên nó hơi bị đục chút xíu, nếu mà nó trong hơn nữa nó hiện ra được cái lớp cái màu hồng của con tôm thì càng ngon hơn. Và bây giờ cái món mai cua phô mai đã đến nè. Mai cua phô mai. Đúc lò. Đúc lò. Nó bị sặc sa tế rồi. Thôi, mình nghĩ là ăn cái đậu hũ kia của tôm chiên trước khi cái mai cua phô mai đúc lò nha. Ăn cái mai cua trước nha, ngồi á. Thôi em ăn đi, anh ăn kia. Cắn một cắn là biết liền à. Cái phần đậu hũ kia của tôm chiên các bạn, phải nói là cái đậu hũ kia thơm, béo béo nhờ cái phần cái chất dầu mỡ ha. Phần tôm tươi luôn. Tuy nhiên cái độ dày của nó không dày lắm, nó vừa phải à. Mình nghĩ là bên Củ Long quán á, thì cái phần này nó sẽ dày hơn. Và giá bên Củ Long quán mình nhớ là khoảng độ 37 hay 45 ngàn đồng gì đó. Thì bên kia nó sẽ dày hơn chút xíu về cái phần tôm nha. Rồi bây giờ ăn cái phần không, cái phần tôm trong nó dày hơn nhiều. Ở bên Củ Long quán á, hai bên chất lượng cũng 1910 về cái phần cách chiên, nhưng mà hàng kia nó có dày hơn. Rồi, phô mai cua nè. Em lấy cái kéo ra thử. Đâu có kéo đâu. Rồi. Đợi. Cái này là
lại móc không đẹp hết. Ăn từ từ được chứ mà móc. Cái kiểu này là thịt cua với phô mai đúng không? Đúng rồi. Trong cái mây cua. Thịt cua, thịt sốt. Đã ha. Nhìn đã ghê chứ. Mà đợt trước em ăn thấy sao? Béo. Béo mà. Cái phần thịt cua. Thế bây giờ anh nói thì nó cũng vậy thôi, thịt cua thì mình nó thơm hơn, nó thơm cái vị của cái phô mai hơn. Một cái là 57.000 các bạn. Hồi đó em ăn sao lầm ạ? Sao lầm giờ giảm hơn. Đã ăn đi. Wow. Kéo đã ghê. Chụp. Rồi rồi, đâu chụp quay không mà. Làm chụp sao cho ăn thử đi. Sao vậy? Đối với một người chuyên ăn cua em thấy sao về phần cua? Nó không còn mùi cua nữa. Không còn mùi cua. Tại vì nó béo quá, phô mai nhiều. Phô mai nó ác cái mùi cua đúng không? Nhưng mà cái độ tươi ngọt em thấy thế nào? Ngon. Ngon à. Rồi, để ăn thử rồi. Cái này thì phải nói là cái phần phô mai rất là thơm các bạn. Thơm lắm. Vị mặn mặn. Cái thịt cua mình cảm thấy là tươi các bạn. Phải nói là cái phần này ngon. Ăn lạ đó. Mọi người nên thử nha. Chứ còn như bây giờ mà đánh giá cái phần thịt cua thì hơi khó. Mình chỉ cảm giác là nó tươi. Nó cũng ngọt thịt. Nên thử cái món này nha. Mình đi nhiều tiệm điểm xăm, điểm tâm ở Sài Gòn thì ít có thấy cái món này. Qua đây thấy món này thấy ngon lắm. Cái món này có món đinh của quán mà. Ngon. Phô mai nhiều lắm luôn á. Đó, bài nào cũng kêu hai cái. Hai cái. À, đâu có ăn hồi nãy em định kêu một cái thôi. Phô mai nhiều quá. Đã dừng chấm sốt mazone nữa. Ok, ăn hết. Và sau cùng món cuối cùng đã đến. Cơm chiên cà ri cua. Món này có hành lá nha, mình không ăn hành, không làm. Nghe cái mùi cà ri thơm lên rồi đó. Nghe phần gạch nè, cái đầu là phần gạch cua. Ờ, gạch cua. Thịt nó ra màu chung với cà ri giờ nó đông. Ừ. Cua nhiều quá. Mà nghe thơm cái mùi cà ri ghê không? Rồi ăn đi. Ở bên Hai Đắc, bên Lê Văn Sĩ á, là cơm chiên cà với càng cua. Cơm chiên càng cua. Này, cái thịt bây giờ nó mới bắt mắt hơn. Nguyên cái càng còn để nguyên. Ở đây cơm chiên là càng thịt nó được. Thịt thò lùi ra ra. Nó xé nhiều vậy nó rồi. Dĩa đèn dừa quên mẹ nó rồi. 125.000. Còn cơm chiên cà ri càng cua bên kia là 160. Không thơm mùi cà ri ghê á, rồi ăn thôi. Ngon lắm. Ngon hả? Phần cơm chiên này chiên rất là vừa tới các bạn. Ngọt mặn vừa phải, thơm rất là thơm mùi cà ri. Đó cái phần cua đó các bạn thấy nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Khoảng 9 cục vậy đó, tại mày ăn nãy giờ cũng đông 1 2 cục rồi. Có cái phần gạch cua nữa. Gạch son. Rồi ăn thử sa tế tôm coi. Ủa đâu phải sa tế tôm ta. Sa tế gì cho ăn. Món này nãy giờ chưa ăn nè. Thử nó. Cái phần sa tế này thơm mà cay. Có cái phần gọi là chà bông á. Và còn nó có sò điệp nhưng mà mình cảm nhận cái chà bông rõ ràng hơn. Rồi thôi ăn hết luôn. Và ở đây các bạn. Ủa khoan. Khăn lạnh sao là ba. Có hai cái à. Ở đây quay chứ đã đi. Há cảo tôm 37.000 đồng. Cơm chiên cà ri 125.000 đồng. Nước ngọt 2 phần 36.000. Khăn lạnh nó hai cái chứ ơi, 6.000 đồng. Mai cua đúc lò 2. Hai cái là 114.000 đồng. Tàu hủ kỳ tôm 42.000. Như vậy tổng số sẽ là 360.000 đồng. Trừ đi một cái khăn lại. Cái phần mai cua phô mai đúc lò rất là ngon các bạn nha. Nên thử nha. Lạ đó. Và hiện tại mình đang có mặt trên đường 3 tháng 2 quận 10 ha. Mình sẽ đi tới ngã tư góc giao giữa đường 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong để uống nước. Một cái quán cà phê có tên là The Time ở số 231 3 tháng 2. Cái view rất là đẹp.
mình đã tới nơi ha. Quán Coffee The Time nằm ở góc đường 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong. Đi vô thôi. Bây giờ mời các bạn cùng mình bước vào quán nha. Ở đây họ sử dụng kiến để mà che để xây dựng lớp bên ngoài á. Mình không biết diễn tả sao nữa. Nhìn chung là rất là rộng và thoáng, thì cái view nhìn ra ngoài rất là đẹp. Và một phần thức uống đây có giá khoảng độ 25-30 ngàn tới 50 ngàn, 60 ngàn. Mình thấy phần lớn là 50 ngàn tới 60 ngàn nha. Bây giờ chúng ta sẽ bước lên tầng 1, tầng 2 ha. Ở đây có tầng 1, tầng 2 và sân thượng. Mình sẽ lên tầng 2 và sẽ ngồi bên cạnh cái kiến để nhìn ra ngoài đường, nhìn về góc đường của 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, và nhìn về bên Việt Nam Quốc Tự với cái tòa tháp rất là cao. Nhìn chung là những ngày này tình hình corona diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng. Tuy nhiên cái nhịp sống ở Sài Gòn thì mình thấy là vẫn bình thường các bạn. Karaoke, rồi quán cà phê, các quán ăn vẫn mở cửa. Khách sạn, nhà hàng cũng hoạt động ha. Chỉ trừ các quán bar rồi vũ trường là phải đóng cửa thôi. Tuy nhiên thì đại đa số mọi người đều đeo khẩu trang khi ra đường cả, ở khu vực công cộng. Và đây là hai ly trà vải ha, mỗi ly có giá 50 ngàn đồng. Nhìn chung thì mặt bằng giá cả loại trà vải này là như vậy. Cái vị nước uống thì nó có chút xíu vị chua chua, ngọt ngọt. Vải thì cũng bình thường thôi. Nhìn chung khi đi uống trà vải như thế này á, chẳng qua là để lấy cái view đẹp thôi. Và đây là sân thượng của tiệm cà phê The Time ha. Mời các bạn cùng xem quang cảnh bên dưới. Và cảm ơn các bạn đã xem video ha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Buổi tối hôm nay trời không có mưa, khá mát mẻ. Như vậy là dự báo thời tiết có vẻ sai rồi. Hai ngày hôm trước thì không dự báo gì nhiều, nhưng mà hai ngày hôm trước thì mưa rất rất là nhiều. Đặc biệt là hôm qua là mưa ngập đường xá luôn, nhiều tuyến đường bị ngập. Trong khi đó là dự báo hôm nay, nhưng mà cuối cùng là không mưa gì cả.